Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh vừa tham mưu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có công văn kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội đồng cấp nhà nước xem xét đối với các trường hợp nghệ sĩ không được Hội đồng chuyên ngành thông qua cho danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Cụ thể, 6 nghệ sĩ ở lĩnh vực cải lương và hát bội được đề nghị xét lại hồ sơ, gồm các nghệ sĩ ưu tú Lê Thiện, Thoại Mỹ, Thanh Nguyệt, Ngọc Khanh, Linh Hiền, Kim Dung. Đề xuất này nhằm ghi nhận những cống hiến bền bỉ của các nghệ sĩ, phát huy, quảng bá rộng rãi loại hình nghệ thuật truyền thống cho thế hệ trẻ hiện nay, đồng thời góp phần động viên các nghệ sĩ trong điều kiện hoạt động nghệ thuật truyền thống ngày càng khó khăn. Có rất nhiều những nghệ sĩ trên lĩnh vực nghệ thuật truyền thống có bề dày hoạt động và có thâm niên nghề cũng như những đóng góp rất to lớn trên lĩnh vực nghệ thuật truyền thống, cụ thể là cải lương và hát bội của Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều nghệ sĩ cũng đã có quá trình đào tạo truyền nghề, không chỉ là biểu diễn trực tiếp trên sân khấu mà họ còn đóng góp trong quá trình bồi dưỡng đào tạo cho các thế hệ kế thừa. Và với kiến nghị này thì chúng tôi cũng rất kỳ vọng bộ sẽ có cái xem xét để ghi nhận một cách kịp thời đối với các đóng góp to lớn của các nghệ sĩ. Đọc báo và Mỹ biết được cái đề xuất của Ủy ban Nhân dân thành phố, dù được hay không được, Mỹ cũng cảm thấy Mỹ mãn nguyện lắm rồi, là mình đã được các cấp lãnh đạo ở thành phố, đồng nghiệp của mình và những quý vị khán giả ghi nhận. Đó là một niềm vui để Mỹ có thêm động lực, niềm tin để mà Mỹ phấn đấu nhiều hơn nữa. Trước đó, cuối tháng 7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố danh sách 139 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân và 348 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Khi đó, nhiều khán giả đã bày tỏ sự tiếc nuối vì thiếu vắng tên tuổi nhiều nghệ sĩ nổi tiếng có đóng góp nhiều cho nghệ thuật nước nhà.